kháng nghị tăng hình phạt cặp giang hồ nổ súng làm 4 người bị thương. Theo kháng nghị của viện kiểm sát, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ nên cần tăng nặng hình phạt. Ngày 9 tháng 9, nguồn tin của Pháp luật Online cho biết viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Quốc Hùng, Hùng Sứt, 33 tuổi và Nguyễn Đức Hùng, Hùng Mùi, 31 tuổi, cặp giang hồ dùng súng truy sát làm bị thương 4 người. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sắp đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị này. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 1 năm 2020, một nhóm 3 thanh niên từ Phan Dí Thành đến xã Phan Hòa, Bắc Bình đuổi bắt đàn dê thì bị chủ đàn dê cùng nhiều thanh niên hàng xóm rượt đuổi và giữ được chiếc xe mô tô. Nhóm này lập tức gọi điện thoại cho Hùng Sứt, một đàn anh có số má ở Phan Dí Thành nhờ giải cứu, lấy lại xe mô tô. Hùng Sứt lấy khẩu súng hơi bắn đạn chỉ có gắn ống giảm thanh, huy động thêm 2 thanh niên trong đó có Hùng Mùi cũng mang theo một khẩu súng hơi. Cả 3 chạy mô tô đến nơi, Hùng Sứt liền nhảy xuống xe nổ súng vào nhóm người ở xã Phan Hòa. Riêng Hùng Mùi sau khi bắn 3 phát chỉ thiên, cũng chĩa súng bắn vào nhóm người trên rồi lấy chiếc mô tô của đồng bọn bị giữ thoát thân. 4 người bị trúng đạn được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, Hùng Sứt bắn trúng bị hại tại Quốc Hoàng Châu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%, Thanh Trường Trọng Thủ, tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%, Lâm Thiện Tuân, tỷ lệ tổn thương cơ thể 72%. Riêng bị hại Vạn Thành Tài bị cả Hùng Sứt và Hùng Mùi bắn trúng vùng bụng phải, tay trái và đùi phải với tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%. Đến cuối tháng 1 năm 2020, cảnh sát bắt được Hùng Sứt tại Nha Trang, Khánh Hòa. Vài ngày sau, đầu tháng 2 năm 2020, Công an huyện Bắc Bình cũng bắt giữ được Hùng Mùi. Cuối tháng 4, 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hùng 13 năm tù, Nguyễn Đức Hùng 12 năm tù về tội giết người. Theo kháng nghị, hai bị cáo chỉ vì muốn giúp bạn lấy lại xe mô tô đang bị người khác giữ nên đã dùng súng hơi bắn đạn trì là vũ khí có tính sát thương cao, bắn với khoảng cách 50 mét, có khả năng gây chết người. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố ý dùng súng bắn nhiều phát vào người của các bị hại. Do đó, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ nên cần tăng nặng hình phạt.